Kính thưa quý vị và các bạn, Hoàng Hoa Thám, còn gọi là Đề Vương, Đề Thám hay Hùng Thám Yên Thế, tên thật là Trương Văn Nghĩa, sinh năm 1858, tại làng Thị Chế, xã Thị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông là lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược. Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân rộng lớn nhất, kéo dài suốt 30 năm, trải dài từ thời Cần Vương cho đến những năm đầu của thế kỷ thứ 20 và là điểm sáng tiêu biểu trong phong trào khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Pháp xâm lược. Trong chuyên mục Đất và Người Hưng Yên hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám thông qua chuyến trải nghiệm cùng di tích đền thờ Danh Nhân tại xã Thị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Còn ghi lại, năm Thiệu Trị thứ 2, 1842, cha ông là Trương Thận, chiêu tập nghĩa binh nổi dậy chống lại triều đình, bị truy nã và sát hại nên phải thay tên đổi họ, trốn đi nơi khác. Ông cải họ Đoàn, tên Nghĩa và được người chú đưa đến làng Trũng, xã Ngọc Châu, phủ Yên Thế. Quãng đời niên thiếu cho đến khi trưởng thành, Hoàng Hoa Thám đã gắn bó với làng Trũng và vùng Yên Thế. Sau khi giặc Pháp xâm chiếm Bắc Kỳ, ông tham gia khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của Đề Nẫm. Khi Đề Nẫm hy sinh, ông rút về Phồn Xương, Yên Thế lập căn cứ, đổi họ Hoàng tên Thám, đương thời gọi là Hoàng Hoa Thám hay Đề Thám. Từ năm 1887 đến năm 1913, Đề Thám là lãnh tụ của nghĩa quân Yên Thế, hoạt động ở các địa bàn Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Hóa. Trong gần 30 năm lãnh đạo, với tài dụng binh thu phục được nhiều tướng giỏi mưu lược, ông đã tổ chức đánh nhiều trận, tiêu biểu là các trận Luộc Hạ, Cao Thượng tháng 10 năm 1890, Thung Lũng, Hố Chuối tháng 12 năm 1890 và Đồng Hom tháng 2 năm 1892. Trong 2 năm 1893-1894, quân Pháp đã tập trung lực lượng để đàn áp cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Pháp không từ một thủ đoạn nào, từ phủ tụ đến bao vây tàn sát. Hoàng Hoa Thám bằng chiến thuật du kích tài tình đã tránh được mũi nhọn của quân Pháp và đã gây cho họ những tổn thất nặng nề. Nghĩa quân Yên Thế đã trừng trị nhiều kẻ phản bội, trong đó có Đề Sạt. Và đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu ông Đoàn Văn Trung, thành viên của Ban Quản lý Di tích Đền thờ Danh Nhân Hoàng Hoa Thám. Vâng, xin chào ông ạ. Chào cháu. Dạ, theo như cháu tìm hiểu thì trong quá trình lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế, Hoàng Hoa Thám đã khiến cho giặc Pháp phải hai lần xin giảng hòa. Vậy ông có thể giải thích hai lần giảng hòa này là như thế nào ạ? Lần giảng hòa lần thứ nhất vào tháng 10 năm 1894, thì Pháp đã chấp nhận cắt nhượng cho nghĩa quân 4 tổng thuộc xã Yên Thế. Chỉ sau vài tháng, Pháp bội ước và đã huy động lực lượng tấn công vào Yên Thế và buộc Đề Thám chấp nhận giảng hòa lần thứ hai. Lần giải hòa thứ hai trong hơn 10 năm, từ năm 1897 đến năm 1909, tranh thủ thời gian này, nghĩa quân Yên Thế đã có những bước phát triển mới, mở rộng toàn địa bàn, kể cả vùng Hà Nội. Ngoài ra còn xây dựng thành Phồn Xương căn cứ để kháng chiến chống Pháp. Năm Mậu Thân 1908, Đề Thám cho người lập mưu đầu độc lính Pháp ở Hà Nội. Sự kiện trên đã gây ra tiếng vang lớn lúc bấy giờ. Tuy nhiên, lúc đó thực dân Pháp đang rất mạnh, chúng giáo tiết lập đồn bốt, mở đường để chuẩn bị đánh đòn quyết định vào căn cứ Yên Thế. Ngày 12 tháng 9 năm 1913, ông bị thuộc hạ của Lương Tam Kỳ phản bội, ám sát tại khu vực Hồ Nấy. Phan Bội Châu có thờ điếu ông, tôn ông là chân tướng quân, tức tướng quân chân chính. Vợ ông là bà Đặng Thị Nhu cũng rất nổi tiếng, đã trợ giúp ông trong vùng đồn điền và trong trận mạc. Trong dân gian còn lưu truyền nhiều giai thoại kể về tài đánh giặc của vợ chồng ông. Cả gia đình Đề Thám hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người con cuối cùng của Hoàng Hoa Thám là Hoàng Thị Thế bị bắt về Pháp từ khi 6-7 tuổi. Cuối đời,
Bà về nước và qua đời, bà được an táng tại Phồn Phương. Dấu tích thành Phồn Phương nay vẫn còn, tại đây có tượng đài nhà lưu niệm Đề Thám. Ông có thể cho cháu biết là nhà thờ này được lập ra từ năm bao nhiêu và ai là người đã lập ra nhà thờ này? Nhà thờ này là lập từ 2016 do các con cháu chắt của cụ Hoàng Hoa Thám lập lên cái đền thờ này. Trước hết là thờ các cụ ông này là gọi cụ Hoàng Hoa Thám bằng ông, nên đời của ông này là đời thứ 6 của cụ Hoàng Hoa Thám, nên đây là có cả bức tượng của cụ Hoa Thám. Mà ở đây thì là còn là mình một thì có cháu đời thứ 6 của Hoàng Hoa Thám thắp hương đèn các con cháu để tưởng nhớ đến cụ Hoàng Hoa Thám, người có công với nước với quê hương vị chế. Để tỏ lòng thành kính tôn vinh sự nghiệp và những cống hiến to lớn của danh nhân Hoàng Hoa Thám, Hưng Yên đã xây dựng đền thờ ông ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Tuy nhiên, trải qua thời gian, các hạng mục công trình đã xuống cấp. Mặt khác, quy mô công trình nhỏ hẹp không còn đáp ứng được nhu cầu tham quan, tìm hiểu, chiêm bái sinh hoạt văn hóa của nhân dân trong vùng và du khách thập phương. Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đã đề xuất chủ trương tu bổ, tôn tạo đền thờ để xứng đáng với công lao và tầm vóc của lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Ngày 14 tháng 2 năm 2019, công trình đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám được hoàn thành và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Công trình đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám được xây dựng trên khuôn viên rộng trên 3.500 m². Thưa ông, đền thờ Hoàng Hoa Thám được tu bổ tôn tạo thì đã góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước niềm tự hào dân tộc. Vậy thì ông có thể giới thiệu cho cháu biết về cái cụm di tích này bao gồm những cái gì? Công trình Hoàng Hoa Thám được tu bổ vào tháng 2 năm 2019, gồm có cổng tam quan, gồm có 3 cổng, một cổng chính ở giữa và 2 cổng phụ. Trên mái thì hình đao, cổng cánh cổng thì làm bằng gỗ lim, vào đi vào sâu và trong này thì gồm có một đền chính và 2 nhà phụ, một nhà sắp lễ và một nhà khách. Vào đến đền chính thì gồm có 3 gian, 2 trái. Trong hậu cung thì có tượng của cụ Hoàng Hoa Thám, ra ngoài đền chính tượng Hoàng Hoa Thám thì nặng 350 cân. Tại đền thờ còn quả chuông đúc nặng 300 kg do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công đức. Ngoài ra, công trình còn có các hạng mục phụ trợ như am hóa vàng, sân, vườn hoa, cổng phụ, tường xào, hệ thống cấp thoát nước được thiết kế đồng bộ, hòa hợp với không gian, cảnh quan làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám đã trở thành nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hiến cho các thế hệ người dân trong và ngoài tỉnh, nhất là những người muốn tìm hiểu về lịch sử, thân thế, sự nghiệp của danh nhân Hoàng Hoa Thám. Những giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích đã góp phần làm cho tên tuổi và hình ảnh người anh hùng dân tộc áo vải Hoàng Hoa Thám đọng mãi trong lòng người dân Hưng Yên với niềm tự hào sâu sắc. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Hoàng Hoa Thám vô cùng kiên cường và đã để lại một trang sử hào hùng trong truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Sự hy sinh, ý chí quật cường của ông và nghĩa quân Đề Thám luôn sáng chói trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn ông đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.